ý bà nói là nhà bà ở đằng kia, một bà cụ rất là còng quan ạ, rất là còng luôn mà điện cái gùi bạn này. Đó. Cái gùi thực ra thì nó cũng không phải là nặng đâu bạn ạ, trong đấy thì có một cái gì đó rất là nhỏ thôi. Thế là bây giờ là em cứ đi vòng vòng quanh chợ thôi. Em đi vòng vòng vậy ạ. À, thế là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em 20 rồi ạ. 20 tuổi ạ? Vâng. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đi khám phá một cái phiên chợ rất là cao và rất là xa ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đó là chợ Cao Sơn các bạn ạ. Và hiện tại lúc này thì mình đang bắt đầu đến chợ rồi mọi người nhá. Đây là con đường rất mặt chợ các bạn này. Chợ này thì là họp dọc theo con đường mà chạy từ Cốc Ly lên Mường Khương các bạn ạ. Đó, thì ở đây thì nó có hai lối vào. Đây là mình đang đi từ dưới đoạn Cốc Ly đi lên các bạn nhá. Và đoạn trên kia thì là từ Mường Khương đi xuống. Thì bây giờ xin kính mời các bạn cùng mình đi khám phá trải nghiệm cái phiên chợ này các bạn ạ. Chợ này thì họp vào hôm thứ tư hàng tuần. Đó, và có một tuần có một phiên thôi nên là rất đông bà con đến đây đi chơi chợ rồi mua sắm hàng hóa, đồ dùng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày ở cái chợ Cao Sơn này các bạn ạ. Đó, ở trên này thì bà con vẫn giữ được những cái nét văn hóa truyền thống ở trên vùng cao. Và những cái nét văn hóa truyền thống này thường thường thể hiện rất nhiều ở cái chợ phiên vùng cao các bạn ạ. Từ trang phục này, về ẩm thực này và cách sinh hoạt ở trên này các bạn nhé. Đó, và đây là con đường dẫn vào chợ. Lúc này đang là 8 giờ kém các bạn ạ. Tầm này thì mọi người đến chợ cũng khá là nhiều rồi. Ở đây các bạn thấy là xe máy để người ta để đầy hai bên đường luôn. Đó, chợ nào cũng vậy thôi. Bởi vì chợ trên vùng cao thì là người ta ít khi có cái bãi đỗ xe ấy. Ít khi có cái bãi để xe nên là người ta để xe rất nhiều ở ven đường. Và hàng hóa thì bắt đầu bày bán ở ven đường. Và mọi người đến đây mua sắm cũng khá là nhiều các bạn ạ. Chào em nha, hai mẹ con đi chợ này em. Thế là một đứa lớn và một đứa bé. Thế là bé này mấy tuổi rồi mà đi bộ giỏi thế? Đấy được mấy tuổi rồi em? Hơn 2 tuổi ạ. Hơn 2 tuổi ạ? Chưa cho nó đi nhà trẻ à? Chưa. À, thế con bé này được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 1 tuổi. Hơn 1 tuổi. Thế hôm nay là hai mẹ con đi chợ. Thế là chồng đâu mà không chở đi à? Nó làm ở đây. Chồng làm ở đây. Thế là bây giờ mình đi chợ. Đó. Hôm nay là đi mua gì không hay là đi chơi thôi? Mua ít đồ cho con. Mua ít đồ cho con à? Thế chúc ba mẹ con đi chợ vui vẻ nhá. Ok, chào em. Và hiện tại lúc này là mình đang tiến vào trong chợ mọi người ạ. Đó, từ cái chỗ khu ngoài vào trong chợ nó có một đoạn đường thôi, cũng không phải là quá là xa. Và đây các bạn thấy là mọi người đến chợ cũng khá là nhiều, khá là đông các bạn ạ. Đó, và có những người thì đã đi chợ về các bạn nhá. Như đây là một cô này. Cô này cô cũng đã đi chợ về rồi và mua được một số đồ. Ở khu vực này mình thấy người ta bán một số cá các bạn này. Như đây là mình thấy người ta bán cá rô phi các bạn ạ. Đó, cá rô phi với cá chép. Ở trên này thì là nó rất là cao, rất là xa nên là mọi người không thể nuôi được cá nên là người ta sẽ bán cá đây cũng khá là nhiều. Em chào anh nhé, anh là người bán cá hay là anh đi mua cá đấy ạ? Anh đi chơi à? Đi chơi chợ. Ủa, anh có cái vòng đẹp thế? Vòng này vòng bạc đúng không? À, không phải bạc. Bằng gì ạ? À, nó cái đổ không phải bạc đâu. À. Thế cái vòng này anh đeo lâu chưa? À, lâu rồi. À. Có cái vòng rất là ấn tượng luôn. Thôi em chào anh nhá. Ở đây thì là chợ. Họp ở dọc tuyến đường này và bên cạnh nữa thì là bà con, những người mà nào mà có nhà mặt tiền thì người ta cũng tận dụng để bán hàng luôn. Đó, ví dụ như nhà này thì người ta vừa bán xăng này, đó, vừa bán hàng tạp hóa này và đồng thời là người ta cũng bán bánh rán. Ở đây thì là có một chị, em chào chị nhá, chị bán bánh à? Thì sáng nay chị bán được nhiều bánh nhá chị? Cũng bán được ít thôi. Ở trên này người ta cũng thích ăn bánh rán nhỉ? Vâng. Đó. Vâng. Thế là mình rán mình chất bếp củi lên xong là mình rán ở đây. Đó. Bếp củi nó ít tiện hơn. Vâng, thì bếp củi ra hoặc là dùng bếp điện ấy thì nó không bằng củi được. Vâng, bếp củi thì nó tiện ích và nó chi phí nó rẻ. Vâng. Rồi em chào chị nhá. Vâng.
Đó, sang bên này thì mình thấy chỗ này. Chào em nhá, em bán cái quả này là gọi là quả gì hả em? Hả? Quả gì, như quả này là gọi là quả gì? Như chỗ anh gọi là quả này là quả móc mật, còn không biết trên này là gọi quả gì. Đó, như dưới chúng mình hay gọi quả này gọi là quả móc mật. Quả này thì là khi mà bạn lấy về muối với măng ớt các bạn ạ, thì cho quả này vào muối cùng ăn cũng rất là thơm, rất là ngon. Và đặc biệt là cái lá của nó, lá của cái cây này này, thì người ta sẽ dùng để ướp gia vị như là nướng vịt này, đó, nướng ngan này. Đó thì là cái quả này gọi là quả móc mật. Đó. Và đây người ta bán đậu này, rồi là bán cả những quả nho rừng các bạn ạ. Đó. Và đây bán một số loại nho nữa. Bao tiền cân đấy? Và lúc này thì người ta đến đây mua hàng cũng khá là nhiều các bạn ạ, khá là tấp lập. Nói chung là bà con có cái gì thì mang ra đấy bán, mang ra chợ bán. Và chỗ này mình thấy có một cô này, mình thấy cái này gọi là, chào bà nhá, bà ơi, chào bà nhá. Cây này gọi là cây gì đấy bà? À, cho cháu xem một tí nhá. Đây là một loại cây mía rừng các bạn ạ. Đó, cây này gọi là cây mía rừng. Đó, không biết là bà, mình nghĩ là chắc là bà mà mua về các bạn ạ, mua về xong là lấy giống để trồng ấy. Đó, trên này thì đa số là đồng bào người Mông này, người Lùng là nhiều, và có những bà người Mông thì là không nói được tiếng Kinh mấy. Đó nên là nhiều khi hỏi cũng khó nói chuyện lắm. Và đây mình thấy là người ta bán cả những loại những quả hoa chuối bạn này. Đó, hoa chuối rừng nó rất là to, nó rất là dài. Cái loại này thì nó rất là mềm các bạn nhé. Các bạn lấy về các bạn làm lốp ăn này, hoặc là ăn sống này, hoặc là ăn kèm với bún, đậu chẳng hạn. Đó, nó có nhiều kiểu ăn lắm các bạn ạ. Và tiếp tục di chuyển sang bên này các bạn này. Mình thấy người ta đang bán một số loại như là những cái nông sản địa phương, bà con trồng được cái loại gì thì mang ra đây bán. Ví dụ như là ớt này. Đó, ớt rồi là su su, mướp, bí non các bạn ạ. Bí này gọi là bí ngô bạn ạ. Bí ngô nó còn non nên là người ta mang ra đây bán các bạn này. Đây gọi là bí ngô báo tử, nó rất là non, rất là mềm luôn ạ. Lấy cái này về các bạn luộc ăn rất là tuyệt vời, hoặc là các bạn xào nấu tùy các bạn nhé. Và đây mình thấy bây giờ người ta bán quả táo mèo các bạn này. Đó, bạn nào mà lấy táo mèo thì bạn có thể alo cho mình nhé, số điện thoại rồi là Facebook, Zalo mình để hết trên màn hình đấy, mình để hết trên màn hình đấy. Các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ các bạn đặt các loại hàng gì ở trên vùng cao, không những táo mèo này và tất cả những cái mặt hàng trên vùng cao, ví dụ như là tam thất rồi là ba kích, các loại thảo dược thì các bạn có thể alo cho mình nhé, liên hệ với mình qua Facebook, qua Zalo, qua số điện thoại thì mình để hết các thông tin trên đấy rồi. Các bạn lấy loại gì thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé. Đó, đây là táo mèo, các bạn lấy về các bạn ngâm rượu này uống rất là hay các bạn ạ. Có cái vị đặc trưng của táo mèo uống rất là thơm các bạn nhá. Đó, ở đây các bạn thấy là các bà các cô là người ta đến đây ra chợ bán hàng từ rất là sớm rồi. Đó, mỗi người một loại hàng, người thì bán bí, người thì bán đỗ, người thì bán rau. Đó thì có cái loại gì thì bán cái đấy. Đó, các bạn thấy là chợ phiên vùng cao rất là hay, rất là vui và rất là đẹp các bạn ạ. Anh chào em nhé, em ơi, em đi chợ về đấy à? Thế là hôm nay là em mua được những cái gì rồi? Mua quả rồi. Hoa quả, thế em đi chợ cùng ai? Em đi chợ cùng mẹ. Mẹ, thế mẹ ở đâu rồi? Mẹ đi trước à? Thế hôm nay là mua nhãn này, mới một số loại nữa. Thế nhà em cách đây xa không? Nhà em gần đây. Gần đây thôi à? Bây giờ là đi về luôn đấy à? Ừ, thế rồi anh chào em nhé. Đó, mọi người đến chợ cũng rất là sớm bạn ạ. Đến đây mua hàng khá là sớm, trong bây giờ người ta cũng về. Ở đây các bạn thấy là có cả, chào anh nhá. Đây là ba cả gia đình mình đi chợ đấy à? Thế bây giờ đi xong rồi bây giờ về đấy à? Thế mua ba thùng mì tôm. Thế nhà mình có xa không? Cách đây xa không? Trên mấy bà. À, trên cách đây một đoạn. Ở đây là điệu con đây à? Con trai con gái đây? Con trai. À, nó được mấy tháng rồi? Vừa đầy tháng hôm nay. Ô, hôm nay vừa đầy tháng à? Thế thì chúc bé hay ăn trong lớn và khỏe mạnh nhá. Vâng. Chào em. Ở trên này bà con trên này cũng rất là thân thiện nhá. Đó, mặc dù là không quen biết nhau nhưng mà mình tiếp xúc giao lưu
chuyện trò thì họ cũng rất là cởi mở các bạn ạ. Đó, và đây là toàn bộ khu chợ các bạn này. Khu chợ các bạn thấy là ở đây là gọi là chợ phiên, người ta sẽ căng bạt các bạn này, đó để bày bán hàng hóa, bán đủ các thể loại mặt hàng hóa các bạn ạ. Đó, nó không giống như kiểu là chợ cố định. Chợ cố định thì là có mái che này thì mọi người đến đây bày hàng, nó rất là thoải mái. Còn đây thì mọi người phải căng bạt, đó căng bạt từ sáng sớm, tức là mọi người đến đây từ lúc khoảng 2 giờ đến 3 giờ và căng bạt ra rồi là bày bán hàng hóa các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là bạt rất là to, rất là rộng các bạn này. Ở trên vùng cao nó thật sự là khác biệt so với vùng thấp các bạn nhé. Đó, các bạn thấy là để bán được một số các loại mặt hàng thì người ta phải dậy rất là sớm và làm rất nhiều việc thì mới có thể là bày bán được hàng hóa. Em chào anh nhá. Thế là anh bán những mặt hàng của người Mông đấy à? Thế là anh ở đâu đến hả anh? Xa lắm. Anh ở xa, anh ở Bắc Hà sang đây. Thế là anh đi vòng cái đường Simacai sang đây đấy à? À đi đường 21 lên à? À đi đường Công Ly lên. À cũng khá là xa anh nhỉ. Thế anh đến đây từ lúc mấy giờ anh? 6 giờ. Rồi thôi cứ để anh ấy đang bán hàng các bạn nhé. Bây giờ mình đi chỗ khác. Ở trên này thì người ta cũng bán rất nhiều các loại như là đồ ăn vặt này. Em chào chị nhá. Đồ ăn vặt như là chân gà nướng này, xúc xích nướng đó. Và các loại này thì là phải ăn với ớt, các bạn này tương ớt và ớt khô nữa. Đó, xúc xích nướng, chân gà nướng là phải ăn kèm với ớt khô và tương ớt. Đó. Người ta có những cái bếp mini nhỏ nhỏ các bạn này. Đó, bếp mini nhỏ này. Nướng bằng than các bạn nhá. Than củi. Không phải là than công nghiệp. Đó, bây giờ tiếp tục di chuyển bên trong này các bạn này. Bên trong này thì là mọi người bán mỗi người một mặt hàng. Ví dụ như là chỗ này có một ông chú này bán thuốc lào các bạn ạ. Đó, đó chào chú nhá. Đây chú bán thuốc lào đấy à? Thế là chú ở đâu đến hả chú? Bắc Ngầm à? Thế là chú lên trên này từ lúc mấy giờ? Từ ở nhà đi 2 rưỡi. 2 rưỡi ở nhà đi? Mượn cái lửa đi cắm 5 giờ. À, 2 rưỡi ở nhà đi xong lên trên này là 5 giờ. Ủa đi cũng khá là xa nhỉ. Thế chú đi là đi đường Công Ly à? À đường K21 à? À đường Công Ly là đang sửa đường. À đấy, người ta bán thuốc lào và người ta đi chợ rất là sớm luôn ạ. Đi từ lúc 2 rưỡi mà lên trên này là tận 5 giờ. Đó các bạn thấy là cái đường đi nó rất là xa xôi. Đó để đến được cái chợ phiên vùng cao để bán hàng. Ở đây các bạn thấy là con đây là chính là con đường các bạn nhá, con đường dọc từ Cốc Ly lên Mường Khương đấy, đường tỉnh lộ. Mà bây giờ nếu mà ô tô mà qua đây thì cũng rất là khó các bạn này. Đó, mọi người thì bán hàng rất là nhiều mà đường thì nó thu nhỏ này các bạn ạ. Đó, sang bên này thì mình thấy là người ta bán rất nhiều các mặt hàng, ví dụ như là ba lô, túi sách này. Đó, rồi ô mũ các kiểu. Nói chung là ở trên này kênh nắng gió vùng cao à? Chào em nhá. Chào em nhá. Thế là hôm nay là em đi chợ cùng ai đấy? Thế là mẹ em à, hay là chị em? À, mẹ thì trẻ đấy nhỉ. Thế này em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Em còn đi học không? À không đi học nữa. Thế nào em nghỉ học lâu chưa? À nghỉ lâu rồi à? Thế nào bây giờ là đi chợ cùng mẹ này. Thế hôm nay mua được nhiều đồ chưa? Hôm nay mua được những thứ gì rồi? À quần áo rồi là dầu ăn các thứ. Thế là thế sao em lại nghỉ học sớm thế? À, thế là em không muốn đi học nữa hay là bố mẹ bảo em nghỉ? À thế nào? Thế là em không muốn đi học nữa à? À không muốn đi học nữa. Hiện tại bây giờ em đang nghỉ học ở nhà giúp đỡ bố mẹ à? Hả? Cái gì lấy chồng rồi á? Lấy chồng rồi. Bố 8 năm rồi. À. Bố sinh năm 8 năm. Con năm nay 16 tuổi mà đã lấy chồng rồi. Ồ lấy chồng sớm thế. Thế em lấy chồng lâu chưa? Được 1 năm rồi á? Ôi. Lấy chồng được 1 năm nay rồi. Thế là thấy em rất là xinh gái luôn mà lấy chồng thì cũng rất tiếc cho một số chàng trai đó. Ra chợ thì nhìn thấy em nếu mà nhiều chàng thì không biết em là đã có chồng, có thể là cũng có một vài chàng trai đến đây để bắt chuyện làm quen đấy nhỉ. Thế là em lấy chồng thì nhà chồng cách đây có xa không em?
cũng cách xa nhau à? À, cách xa nhau. Thế là bây giờ là bây giờ em đang đi cùng đây là mẹ đẻ hay là mẹ chồng đấy? Mẹ đẻ à? À, đây này, đây tính ra đây là em của em đúng không? À, con của ai? Con của em luôn á? Ôi giời, mới được một năm mà đã có con mà này luôn rồi. Ôi, anh tưởng là em mới lấy chồng thì là chưa tính chuyện con cái mà đã có em bé rồi. À, thế nó được bao nhiêu tháng rồi? Bao nhiêu? 10 tháng rồi nhá. À, lấy chồng được một năm và có bé 10 tháng rồi. Được rồi, anh chào em nhá, chúc em đi chợ vui vẻ nhá. Ok, chào em. Các bạn thấy là trên vùng cao thôi, các cô gái lấy chồng rất là sớm luôn. Như bạn này là 16 tuổi mà đã lấy chồng rồi và đã có con rồi các bạn ạ. Mình mới đầu mình không tin cơ, nhưng mà hỏi đi hỏi lại thì chính xác là như vậy, là không thể tin được các bạn. Nhưng mà sự thật nó là như vậy các bạn nhá. Vùng cao thì con cái người Mông lấy chồng từ năm, có thể có nhiều người lấy từ năm 13 tuổi, 14 tuổi, và hôm nay một trường hợp điển hình là lấy chồng từ năm 16 tuổi đó. Ở đây thì mọi người bán hàng, ví dụ như bên này là hàng quần áo các bạn này, quần áo người ta bày bán đây, treo lên này và căng bạt đó, mọi người đến chợ mua sắm rất là nhiều, rất là đông. Chợ này thì có một tuần hoặc một buổi thôi nên là mọi người đến đây đi mua hàng hóa rất là nhiều các bạn ạ. Đó, và bán hàng cũng rất là chạy các bạn nhá. Ở vùng cao thật sự là khác biệt so với vùng thấp. Đó, đây là những cái quần áo mà nó gọi là quần áo mặt đất, nó rẻ rẻ các bạn ạ. Đó, người ta bày dưới này này, xong mọi người đến đây mua. Mà trên này chủ yếu đa số là bán được những cái hàng quần áo, gọi là quần áo rẻ tiền đấy. Chào, em chào anh nhá. Đây là vợ anh đấy à? À, thế đây là người khác à? Thế là anh chị đi mua quần áo, mua cho cháu hay là mua cho con đấy? Mua cho cháu đúng không? Đấy, tầm này thì chắc là có cháu nhiều rồi. Đó, cái này thì nó bán bao tiền một bộ hả anh? Đó là hai máy, hai lăn. À, nó cũng rẻ đấy nhỉ? Rẻ. Thế là hôm nay là mua được những cái gì rồi, em xem nào. À, một số đồ. Mua cái đồ... quần áo của người Mông ấy nhỉ? À, đây là cái điệu à? À, điệu ấy. Cái bóng quang ấy. À, nói chung là quần áo cũng... Thế là bây giờ mua một ít nữa xong bắt đầu về đấy. À. Thế là, được rồi, em chào anh nhá. Chúc anh đi chợ vui vẻ nhá. Vâng. Rồi, tiếp tục sang bên này các bạn này. Sang bên này là một số loại gian hàng khác. À, đi vào chỗ này các bạn, chỗ này là có một cái quán phở nhỏ nhỏ các bạn này. Đó, trên này là bà, cháu chào bà nhá. Bà đang làm phở đấy à? Ở trên này thì có mấy loại phở như là phở đỏ này, phở trắng này, đó. Và người ta ăn với thịt lợn đen. Các bạn thấy là thịt lợn đen nó rất là ngon. Đó, bì nó dày, mỡ nó ít mỡ thôi nhưng mà bì dày, thịt rất là thơm, rất là ngon các bạn ạ. Bà con lên trên này thì ăn phở cũng khá là nhiều. Nói chung là bà con lên trên này là đã đi đến chợ là phải ăn phở các bạn ạ. Đó, để thưởng thức cái hương vị phở vùng cao, nó rất là ngon, rất là khác biệt so với phở vùng thấp. Đó, như chỗ này có một bà nhau giòn, đây chào bà nhá. Bà đang ăn phở đấy à? À, thế bát này là bao nhiêu tiền à? Ăn tàu à? Ao vàng. Ao vàng à? Ừ. Đấy, ao vàng là cũng giá trung bình rồi đấy nhờ. Ở đây thì một bát này là ao vàng quan ạ, tức là 20.000. Đó, một cái giá rất là bình dân ở trên này. Và ở đây thì mọi người ăn kèm với cái rau này các bạn này. Rau này gọi là rau húng của người Mông các bạn nhá. Đó, nó rất là thơm, rất là ngậy. Cái này là ở trên vùng cao mình thì là người ta khi mà nhồi lòng lợn thì người ta hay cho cái rau này vào này. Đó, và ăn phở người ta cũng ăn kèm với rau này vào. Nó rất là thơm các bạn ạ. Đó, cái rau đặc trưng ở trên vùng cao. Và mọi người sẽ ăn kèm với măng chua các bạn này. Đó, măng chua. Phở ăn kèm với măng chua. Một số nơi thì người ta ăn kèm với dưa chua cơ, nhưng một số nơi thì ăn kèm với măng chua. À, chỗ này các bạn ơi, chỗ này mình thấy là mọi người đang xem cái kèn các bạn này. Cháu chào chú nhá. À, này gặp chú ở đây. Hôm nay chú sang bên này bán hàng à? Đây là cái kèn của chú à? Cho cháu xem một tí nhá. Rồi. Đây là cái kèn của người Mông các bạn này. Đó. Cái kèn này là mấy triệu hả chú? 4,5 triệu. 4,5 triệu cái kèn này các bạn này. À, các bạn xem cái kèn này là 4,5 triệu nhá. Làm rất là công phu.
À, cái này là làm, cái này là bằng từ gỗ hả chú? Gỗ, nó là cả hai bên. Gỗ. Gỗ không à, ghép vào. Gỗ rồi, gỗ ghép vào. Vâng, ghép nhưng mà bên trong nó trống đúng không? À. Còn cái này là bằng cây trúc hả cơ? Cây trúc. Đó, như con này là... Đây là có đồng ấy. Vâng, có đồng. Đồng cuốn vào đây. Cây trúc cây này. Vâng. À, nói chung là đây là một cái khèn làm rất là công phu. Rồi, cháu cảm ơn chú nhá. Mọi người thì đang thử kèn, thử xem cái nào nó kêu hay kêu tốt thì là mọi người sẽ ưng ý và mua các bạn ạ. Thế bây giờ mời các bạn tiến vào bên khu trong này các bạn nhé. Đây các bạn thấy nè, người ta căng bạt các bạn này, kín luôn cả con đường. Đây là con đường đi các bạn ạ, đó. Mà người ta căng bạt nó kín, phủ kín luôn. Đó, đi vào đây, vào chợ mà như kiểu nó vào cái dạp đám cưới các bạn ạ. Đi vào chợ mà giống như kiểu mà đi vào cái dạp đám cưới. Đó, nó rất là hay các bạn ạ. Chợ ở trên vùng cao rất là vui, rất là đặc biệt. Chỗ này mình thấy có một ông cụ. Đây, chào ông nhá. Đấy, các chào ông nhá. Ông đi vào đây cho người ta đi ông ơi. Vào đây. Đây, xe hộ người ta đang đi qua đây. Đấy, các bạn thấy là con đường rất là chật hẹp. Ở đây các bạn thấy là các ông chú này, những người lớn tuổi, người Mông, người ta đến đây, người ta đi ra chợ, người ta vô tình người ta gặp nhau. Đó, là người ta chào hỏi. Đấy, có một ông cụ. Đó. Nói chung là cũng có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn như ông cụ này thì mình thấy chống gậy này và còng lưng. Thôi cứ để ông ấy đang, chắc là ông ấy đang có việc gì qua nạn nên là ông ấy đi rất là nhanh. Ở chợ phiên là một cái nơi mà người ta đến đây để giao lưu các bạn này, gặp gỡ nhau. Và có nhiều cặp đôi đến đây để tìm hiểu các bạn ạ. Vô tình gặp nhau ở chợ và tìm hiểu, rồi có khi là lên duyên vợ chồng các bạn nhá. Đó, là một cái nơi mà gặp gỡ, nó giống như kiểu chợ tình các bạn ạ, nhưng mà chợ phiên là hàng hóa nhiều hơn chợ tình. Chợ tình chủ yếu là người ta đi chơi là nhiều thôi. Đây là một cái nét văn hóa đặc trưng ở trên vùng cao, rất là hay, rất là vui các bạn ạ, rất là hấp dẫn luôn. Đó, như chỗ này là một số loại gian hàng như là hàng dép các bạn này. Đó, hàng dép trên này người ta phải kê những cái bàn cao cao được các bạn này, xong rồi người ta bày bàn hàng ở trên này cho nó sạch. Nếu bày dưới thấp thì nó rất là bẩn luôn, bởi vì là dưới này là con đường chạy qua các bạn ạ, ô tô chạy qua nó sẽ rất là bẩn, nó bắn tung tóe đất đá lên các bạn nhá. Đó. Đó, chợ nó kéo dài dọc theo con đường các bạn ạ. Ra đến khu bên này thì khu bên này là một cái khu mà người ta bán thuốc sâu rau giống các bạn này. Đó, rất nhiều luôn. Và chỗ này mình thấy người ta bán những cái chảo các bạn này. Đó, những cái chảo rất là to. Trong mấy clip trước thì mình cũng quay một số các phiên chợ trên vùng cao thì các bạn thấy là những cái chảo to này người ta sẽ ví dụ ở ngoài chợ người ta sẽ dùng để nấu ốc đậu này, đó, để bán cho người bà con đến chợ người ta mua, người ta ăn tại chợ luôn. Và cũng có thể là những cái chảo này người ta mua về nhà người ta làm, người ta nấu cám lợn các bạn nhé. Đó, mục đích của những cái chảo là người ta dùng để như vậy. Và sang đến bên này thì mình thấy là một cái gian hàng của người Mông các bạn này, hàng đó gọi là hàng mỹ phẩm với rất nhiều những loại hàng hóa mà có những cái vòng. Chào em nhá. Đây là gian hàng của em à? Thế là từ sáng em bán được nhiều hàng chưa? Bán được một tí rồi. Thế là em là người ở đâu đến? Em ở người ở dưới Mường Khương. Ở trung tâm Mường Khương lên trên này. Anh thấy ở đây có cái vòng này đẹp nhỉ? Cho anh xem nhờ một chút nhá. Cái vòng này là bao nhiêu tiền hả em? Cái này 150.000 cái. 150.000. Đẹp nhỉ? Đây, cái vòng này là 150.000 các bạn này. Đó, cái vòng này là chị em phụ nữ đeo vào rất là đẹp quan ạ. Đó, một cái vòng trang sức cho chị em phụ nữ nhá. Sang bên này thì là một cái gian hàng khác các bạn này. Đó, người ta bán liềm, rồi là những cái dụng cụ lao động như găng tay này, đó, rồi là thuốc sâu rau giống cũng khá là nhiều ở trên vùng cao này. Đó, sang bên này thì mình thấy
bên này thì mình thấy cũng bán một ít các loại nông sản địa phương như là rau cải mèo bạn này. Đây là rau cải mèo nhá, cháu chào bà nhá, cho cháu xem nhà một chút. À cái này dùng để làm gì đấy bà? À cái này dùng để làm một cái dụng cụ lao động à? Bạn thấy là cái này là bà con là tự chế ra bạn nhé, một cái dụng cụ rất là thô sơ. À để làm cái gì ạ? À bà là bà đang hướng dẫn là cái cách dùng đó, đeo vào tay này xong là để gọt cái gì ạ? À để làm việc. Mà không hiểu là bà đang diễn tả là mình hiểu lúc na là bà đang bảo là để lao động và làm công việc gì đó. Đó. Còn đây là rau cải mèo, con này rau cải này nó có lông lông bạn nhá. Đó, rau cải mèo khác với rau cải ta là nó có lông lông này. Ăn nó có cái vị hơi đắng đắng bạn ạ, nhưng mà cái sau nó rất là ngọt. Rất là thơm bạn ạ. Đó là cái rau cải mèo. Đó ra chỗ này mình thấy là người ta bán một loại rau, đó là rau dớn này. Chào các bà các cô nhá. Đây là mình bán rau dớn đây nhở. Cái này thì rất là ngon nhỉ, đặc sản ở trên à đúng rồi, rồi cháu hiểu rồi. Cô ấy đang diễn tả là cái rau dớn này là phải xào với lá đu đủ này, đó, với cả cái quả cà gai này, đó. Đấy, phải xào với cả quả cà gai này nó mới là một cái món rất là ngon. Nếu như mà các bạn không tìm được ba bộ này thì các bạn có thể ăn không cũng được, xào mỗi rau dớn không cũng được. Nó rất là ngon. Và đặc biệt là rau dớn thì các bạn có thể là phơi tái tái đi các bạn nhé, xong là xào lên. Đó thì ăn rất là thơm ngon. Một cái loại đặc sản ở trên vùng cao. Bạn nào mà lấy loại gì các bạn có thể alo cho mình nhé. Thì cả các bạn thích ăn rau dớn thì các bạn cũng có thể là liên hệ với mình. Mình gửi cho các bạn một cách nhanh nhất, sớm nhất và đảm bảo nó còn tươi nguyên các bạn nhé. Tươi nguyên và nó không bị hỏng, không bị thối. Nói chung là nếu mà các bạn thích thì mình có thể là mình phơi tái cho mình gửi cho các bạn được. Đó. Để các bạn có thể trải nghiệm được cái đặc sản ở trên vùng cao. Nó rất là thú vị, rất là ngon, rất là đặc biệt. Đó, rau dớn. Và ngoài ra loại quả cà gai các bạn này, đó cà này. Tức là một cây cà dại nó có gai ở thân đấy các bạn ạ. Đó. Và quả nó bé bé như này. Đó, cây của nó có gai các bạn nhá. Nó hình thù nó như này. Rồi em chào chị nhá. Di chuyển sang góc bên này mình thấy bên này người ta bán một số loại như là những cây múa sinh tiền các bạn này. Đó. Chào các anh nhá. Chào các anh. Này các anh ở trên Bắc Hà sang đây đấy nhỉ? Mình đi đường Công Ly sang à? Đi đường bờ sông về. Đi đường bờ sông về. Đó mọi người là ở bên Bắc Hà sang bên này bán này các bạn này, bán những cây múa sinh tiền. Các bạn nào mà thích thì các bạn có thể là lấy về nhá. Bằng cách alo cho mình gửi cho. Đó, những cây này nó cũng rẻ là 100 tiền anh nhỉ? Vâng đúng rồi. Cây này 100 tiền thôi. Đó, múa nó rất là hay. Nó có tiếng kêu leng keng các bạn ạ. Đó. Và cái này dùng trong những cái dịp mà ở lễ hội này, đó, người ta múa những điệu múa của người Mông. Nó rất là hay các bạn ạ. Ở đây người ta bán từng bó to này các bạn ạ, đó. Đó, trên vùng cao người ta bán rất nhiều những loại cây múa sinh tiền này, rất là đẹp. Và đến đây thì mình thấy có một cái gian hàng, đó là gian hàng đồ vặt các bạn ạ. Đó, bán rất nhiều những loại như là găng tay, rồi là dây buộc tóc, thì là đồ trang sức các bạn này. Đó, đồ dùng vặt các bạn ạ, đồ vặt. Đó. Và cái hàng này bán rất là chạy các bạn nhé, ở trên vùng cao Tây Bắc các bạn ạ. Đó. Và đây thì người ta có những cái gọi là cái quán cắt tóc di động các bạn ạ. Đó, người ta buộc cái gương vào xe máy này và có một cái ô che này và người ta cắt tóc các bạn ạ. Đó, cắt tóc này là quán cắt tóc di động. 20.000 một đầu hoặc là 30.000 một đầu, nó tùy từng đầu các bạn ạ. Bé trẻ em thì là 20.000, người lớn thì 30.000. Đó, cắt rất là đẹp các bạn nhá. Và bà con đến đây là cắt tóc cũng khá là nhiều. Đó, vừa đẹp vừa rẻ này các bạn này. Đó, ở trên vùng cao thật sự là khác biệt so với vùng thấp là như vậy các bạn nhé. Đó, sang bên này cũng có một số quán cắt tóc bạn này. Đó. Đó, quán cắt tóc
rất là thú vị các bạn ạ. Mọi người đến đây cắt tóc rất là nhiều, bằng chứng là các bạn thấy là từ sáng giờ các bạn thấy tóc rụng ra lèn đường rất là nhiều này. Đó, chứng tỏ anh này cũng cắt được khá là nhiều cho khách rồi. Đó, trên đường cao rất là thú vị các bạn ạ. Và bên này cũng thế các bạn nhé. Bên này cũng vậy các bạn. Đó, người ta cắt tóc ở ngay đường luôn các bạn ạ. Khu dưới này là một cái khu mà gian hàng của người Mông các bạn nhé. Bán chủ yếu là quần áo các bạn này, và một số những cái hàng hóa riêng biệt của người Mông. Đó, người Mông người ta sẽ có một cái khu riêng, nó giống như kiểu các chợ khác ấy. Đó, như là đây mình thấy là người ta bán một số cái loại quần áo, nó cũng rất là ít thôi các bạn ạ. Đó, nhỏ gọn thôi. Và các bà các cô đến chợ là hỏi thăm chuyện trò với nhau. Trong chỗ này mình thấy ông bà rất là thấp này. Thế chào bà nhá, nho giòn. Thế chào bà. À, thế bà đi chợ về đấy à? À, bà đi chợ về, bà có cái gùi không có cái gì mấy bạn ạ, mua được một cái gì đó rất là nhỏ thôi. À, bà cụ thì rất là còng các bạn ạ, quá là còng luôn. À, không biết là bà đi ra đây kiểu gì. Thế là bà ra chợ bà đi cùng ai ra đây? Ai chở bà ra đây? Bà không biết nói mấy à? À, thế nhà bà ở đây cách đây xa không? Xa hết thì à, ý bà nói là nhà bà ở đằng kia. Một bà cụ rất là còng quan ạ. Rất là còng luôn mà điện cái gùi bạn này. Đó. Cái gùi thực ra thì nó cũng không phải là nặng đâu quan ạ. Trong đấy thì có một cái gì đó rất là nhỏ thôi. Cực kỳ là nhỏ. Nhưng mà là bà đang bị còng lưng ấy. Nên là nhìn như kiểu là chở cái gùi một cái hàng hóa gì đó nặng, nhưng mà thực ra là không phải. Đó, nếu như mà bà có cái gì nặng nặng thì mình sẽ đỡ cho bà được luôn, cầm bộ bà, nhưng mà trong gùi không có gì, mà cái gùi nó cũng nhẹ thôi. Thôi cứ để bà đi mua hàng các bạn nhé. Mình thử đi theo bà xem là hôm nay bà mua cái gì. Vừa nãy là có trao đổi nói chuyện được mấy câu thì bà không nói được tiếng Kinh mấy bạn ạ, và nói bằng tiếng Mông ấy. Không biết là bà đang đi mua gì, mình cứ đi theo các bạn nhé. Đó. Nói chung là lúc trước thì gặp một ông cụ cũng rất là còng, sắn quần và chống gậy đi rất là nhanh, đi lướt qua mình chưa kịp hỏi. Thì lúc này là mình cũng gặp được một bà cụ bạn này. Đó, bà đang đi bộ. Nói chung ở trên này là cũng có như mình thấy là có hai người. Mình thấy là có hai người rồi đang cũng bị còng lưng. Đó, nhìn rất là cảm động quá ạ. Nhìn rất là cảm động mà không biết là bà đang đi mua cái gì. Đó, người Mông quá ạ. Một bà cũng người Mông. Thì mình đi theo bạn nhá, xem nào bà đi mua cái gì. Vừa nãy ra chỗ kia thì bà có hỏi một người Mông khác, nhưng mà không rõ là bà hỏi cái gì. Đó, và bà cứ đi theo con đường này bạn ạ. Thôi bây giờ mình cứ để bà xem bà vào chỗ nào các bạn nhé. Xem bà mua cái gì đang, xong rồi mình... Đó, xong một lúc thì bà bắt đầu đến cái khu vực trong này các bạn này. Đó, đi vào khu vực bên trong này rồi, trong này khá là tối luôn. Xong một lúc thì là bà cứ đi bộ ra đằng kia. Mình nghĩ rằng là bà đang đi ra cái chỗ cục để xe và có con cháu chở bà ấy về các bạn ạ. Ở dân khu vực này là khu vực bán hàng ăn các bạn này. Đó, chợ phiên thì không thể thiếu được những quán bún quán phở các bạn nhá. Đó, ai đi đến chợ được người ta cũng phải ăn sáng. Như đây này mình thấy là một cái quán phở nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn này. Đó, người ta ăn những bát phở là 20.000 hoặc là 15.000 cũng có các bạn nhá. Đó, phở trên này rất là ngon, rất là thơm. Chào hai em nhá. Hai em là đi chợ đấy à? Anh chào hai em nhá. Thế nhà mình cách đây có xa không? Có à? Thế đây là em ở đây là con của em nè. Đây là con gái em đây à? Thế bé được mấy tuổi rồi? 1 tuổi à? Thế là 2 tuổi mới cho đi học ấy nhỉ? 2 tuổi cho mẫu giáo, bây giờ có 1 tuổi thôi. Thế bây giờ mình đang chuẩn bị ăn sáng đấy à?
Đấy, phở rất là ngon, rất là nóng hổi luôn. Đó, mọi người đến đây đi chợ để ăn sáng các bạn này. Đó, ăn bún ăn phở. Phở rất là ngon vào đây và người ta nấu như ở đây thì người ta có những cái bếp lò nó cũng rất là đơn giản, rất là đơn sơ mộc mạc thôi. Một nồi nước dùng và một nồi nước tráng các bạn nhá. Đó, khói nghi ngút luôn. Bản sắc trên vùng cao bạn ạ, đó, một cái nét văn hóa trên vùng cao rất là đơn sơ mộc mạc. Những quán phở nó rất là đơn giản nhưng mà nó vẫn rất là ngon các bạn ạ. Sang bên này là cũng là một quán phở đó các bạn này. Đó, quán phở bên này thì nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn. Và đi xuyên qua quán phở này lại sang một cái gian hàng thịt lợn các bạn ạ. Đó, bên trong này là hàng thịt lợn các bạn nhá. Đó, ở đây chủ yếu là người ta bán lợn đen các bạn này. Đó, em chào anh nhá. Lợn đen ngon quá nhở. Đó, lợn đen người ta bán đây các bạn này, rất là tươi, rất là thơm ngon các bạn nhá. Lợn này người ta mổ từ lúc sáng sớm các bạn ạ, và đặc biệt cái mỡ của nó các bạn này, ngoài mỡ này dày nhở, mỡ này dày tầm 10 phân các bạn ạ. Đó, mỡ này rất là thơm, rất là bóng các bạn này. Thịt lợn đen này mỡ nó bóng lắm các bạn nhá, thịt lợn đen này mỡ của nó bóng lắm các bạn ạ. Đó, lợn đen là một cái đặc sản ở trên vùng cao, rất là ngon. Và mọi người đã đến chợ, người ta thường thường mua một ít thịt lợn đen về để ăn các bạn nhá. Và đi xuyên ở trong này các bạn này, xong này là những cái gian hàng quần áo các bạn này. Đó, ở đây có những cái lều nó rất là đơn sơ mộc mạc. Đó, cái lều, những cái lều quán nó rất là đơn sơ thôi. Người ta bán những cái loại hàng quần áo của người Mông các bạn này. Đó, những cái điệu của người Mông. Chợ này nó không phải là quá là rộng các bạn ạ, nó nhỏ nhỏ và họp ngay bên đường. Đó, đây là các chị em đến đây là thử quần áo. Chào chị nhá. Chào em nhá. Như bộ này là bao tiền là bộ em? Hả? Chưa biết là đang thử đúng không? Đó, các chị em là đang thử quần áo. Đó, quần áo người Mông người ta nó có nhiều kiểu các bạn ạ. Kiểu sặc sỡ cũng có này, và kiểu màu xanh xanh cũng có. Nói chung là trang phục người Mông nó khá là phong phú và đa dạng các bạn nhá. Đó, như chỗ này là có một bộ gồm áo váy rồi này và mũ. Đó, và những cái bộ này thì thường thường ở các lễ hội này, các lễ hội là các chị em hay diện những cái bộ này các bạn này. Đó, mũ đó kêu leng keng rất là đẹp. Bộ này mấy triệu các bạn ạ. Phun của nó, phun phụ kiện là gồm áo, mũ này, áo này, quần này. Đó, mũ, áo, váy các bạn này. Đó, váy thì có cái yếm trước và yếm sau, nên là cái yếm đằng sau các bạn này. Đó, bộ trang phục của người Mông khá là đẹp, khá là hấp dẫn, với nhiều màu sắc, với nhiều kiểu dáng khác nhau các bạn ạ. Chào hai em nhé, hai em là đi mua quần áo đấy à? Có đi mua quần áo không? À, mình là hai vợ chồng đấy à? Hai em đây là hai vợ chồng đấy à? À, lấy nhau lâu chưa? Mới lấy thế à? Hôm nay là dẫn vợ đi ăn phở, xong là đi mua đồ ấy nhỉ? À, thế là vợ mình nhà mình bắt được hay là tán được hay như nào? Vợ mình bắt được à? Có bắt vợ cháu vợ không? À, thế là thích nhau là tán nhau là lấy tôi nhỉ? À, thế là hai vợ chồng em ở gần nhau không? Hai vợ chồng em ở gần nhau không? À, cũng ở gần nhau. Đó, trên này thì là rất là hay luôn ạ. Đó, và trai gái thích nhau thì là tán tỉnh nhau rồi đến với nhau. Đó, và đặc biệt là trong những cái dịp chợ phiên này thì là người ta đến đây, người ta gặp gỡ tìm hiểu, có rất nhiều những đôi lứa là liên duyên vợ chồng bạn nhá. Chợ phiên là một nơi mà trai gái đến đây đi chợ, không những chỉ mua hàng hóa mà người ta còn đi chợ để tìm cho mình tìm kiếm người yêu chẳng hạn, tìm kiếm người yêu nhá. Đó,
đến chính người bạn đời các bạn ạ. Những bạn nào mà chưa có người yêu thì người ta hay đến chợ, người ta đến chợ, người ta đi chơi, rồi là gặp cô gái nào thích là người ta trò chuyện đó. Nếu mà hợp nhau, quý nhau, thích nhau thì người ta sẽ đến với nhau, lên đôi lên lứa các bạn ạ. Đó, bên trong là khu bán những cái đồ cẩm, quần áo, rồi đồ của người Mông các bạn ạ. Đó, có những cái túi nó rất là công phu, rất là đẹp, đó là cái túi vải bạn này, nó túi to túi nhỏ. Bạn nào mà thích túi nên thổ cẩm của người Mông thì bạn có thể alo cho mình nhé, mình gửi hàng cho các bạn một cách nhanh chóng và đảm bảo là hàng hóa chính xác đúng theo yêu cầu của bạn. Bạn chọn loại nào thì mình sẽ gửi cái đấy cho các bạn. Đó, ở đây thì là các chị em là đưa con đi chợ bạn này. Đó, đó, có con bé nào cũng mang ra chợ. Đó, những em bé này là những em bé chưa được 2 tuổi, người ta mang ra chợ đi cùng mẹ. Thường giống những đứa mà nó 3 tuổi rồi thì người ta sẽ cho đi nhà trẻ mẫu giáo bạn nhá, đâu cũng vậy thôi. Đó, một cái phiên chợ nó rất là hoang sơ, rất là mộc mạc con ạ. Chào em chủ quán nhá, em chào em nhá. Này, hôm nay em bán được nhiều hàng cho em? Em bán được ít thôi. Một ít thôi à? Thế nào, em là người ở đâu đến hay là em người ở đây? Em là người ở Lùng Vai. Người ở Lùng Vai. Lùng Vai cũng là một xã của Mường Khương đấy nhỉ? Vâng, từ nhà đến chợ có xa không em? Từ nhà đến chợ thì cũng hơn chục cây số. Hơn chục cây số, nó cũng không phải là quá là xa nhỉ? Tức là ở nhà mấy giờ thì em xuất phát ở nhà đi? Ở nhà 3 giờ ạ. 3 giờ em xuất phát đi. Đó, xong rồi lên trên này tầm khoảng 4 giờ không? Chắc không đến đâu nhỉ? Lên trên này tầm khoảng 5 giờ rồi. Lên trên này trong mình bày hàng hóa đây. Chỗ này là cái quán này nó cũng cố định như nhỉ, không phải căng bạt nhỉ. Đấy. Cứ thế là bày hàng ra bán thôi. Đó. Thế là chợ thường họp đến mấy giờ thì tan chợ hả em? Chợ này thì chắc là 11 giờ mới 2 giờ gì đấy. 11, 12 giờ là tan chợ. Những cái đồ này là chắc là chị em phụ nữ người ta cũng mua nhiều đấy nhỉ? Đó, những cái đồ mỹ phẩm, đồ làm đẹp. Thế là ngoài đi chợ này ra em còn đi chợ nào nữa không? Em đi chợ Cốc Ly với lại chợ Mường Khương với chợ Pha Long. Đi chợ Cốc Ly, chợ Mường Khương, chợ Pha Long, nói chung là cũng đi hết các chợ trên này ấy nhỉ? Thế chợ Cốc Ly là em đi đường này xuống đây luôn đấy à? Vâng, em đi dưới Phong Hải, từ cây Ba Tư đi Phong Hải xuống. Lại đi xuống Phong Hải, đi xuống đường 21 xong bắt đầu mới đi vào đường 3 ấy nhỉ? Nói chung là đi đường khá là xa ấy nhỉ? Mà cái đường nhánh bên này người ta đang sửa đường ấy, hay sao mà không đi được hả em? Đâu ạ? Cái đường mà từ đây xuống Cốc Ly ấy, đi xuống Tả Thàng là bây giờ người ta đang sửa? Chắc là vậy, em cũng không đi đường đấy. Bởi vì đường ba ở dưới này cho nên đi từ Bánh Nghệ đi ấy. Dưới Bánh Nghệ đi xong rồi đi đến K21 xong rồi đi dưới Phong Hải. Đường đấy đi cũng được, nó cũng dễ đi mà. Vâng, đường đấy dễ đi mà. Mai thế, mai là thứ năm thì mai em đi chợ nào? Chợ Phong Hải. Mai em cũng bán chợ ở Phong Hải đấy à? Vâng. Ở cái gian hàng mà gần chỗ nhà xe đấy à? Không. Thế em bán ở khu vực nào? Em cũng chưa đi. Chưa đi bao giờ á? Năm nay em kiểu như là năm nay em vừa mới, bây giờ em vừa mới đi ấy. Em chưa đi. Có nghĩa là mai là mình đi buổi đầu tiên ở chợ đấy. Vâng. Rồi, thế thôi. Vâng. Anh chúc em bán được nhiều hàng nhá. Vâng. Anh chào em nhá. Em ơi, anh chào em nhá. Em đi chợ à? Thế nào, em đi chợ cùng ai hay như nào? Em đi với mẹ. Từ đấy giờ em mua được gì chưa? Không, em xuống mua ba lô cho các cháu rồi ạ. Mua ba lô cho cháu. Thế nhà em cách đây xa không? Em không ạ, em cách đây 3 cây rồi. 3 cây, thế nào vừa mới đến thôi à? Dạ vâng. Thế bây giờ là em định mua cái gì nữa? Không, em đi xem thôi ạ. Đi xem thôi à? Dạ vâng. Thế anh đi cùng em với nhá. Lâu lâu cũng đi cùng em, em cũng xem chợ đây ạ. Xem chợ. Thế nhà em ở trên Mường Khương à? Ở trên này à? Thế bây giờ là em định đi chỗ nào? Dạ. Bây giờ em định đi chỗ nào? Bây giờ em định đi chỗ nào? Em đi vòng đây thôi ạ. Đi vòng đây thôi á? Có mua gì nữa không? Là không ạ, em chỉ đi xem thôi ạ. Xem nè. Thế anh đi cùng với nhá. Đi. Nói chung là chợ này nó cũng nhỏ thôi mà.
Thế là bây giờ là em cứ đi vòng vòng quanh chợ thôi. Em đi vòng vòng vậy ạ. À, thế là năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em 20 rồi ạ. 20 tuổi ạ? Vâng. À, em còn đi học không? Em không, mà em đi làm rồi ạ. À, đi làm rồi á? Bây giờ em đang làm ở đâu? Em làm dưới Hải Phòng. À, đi làm dưới Hải Phòng á? Vâng. Em làm gì, công việc gì ở dưới đấy? Em làm bên nhà hàng, bên khách sạn ấy. À, nhà hàng khách sạn ở dưới Hải Phòng. Thế là đợt này được về nghỉ đấy à? Không ạ, em nhà đang có người bị ốm em về. À, nhà đang có người ốm rồi về. Dạ vâng. Về thăm thăm lâu thì em đi tiếp. Em về được tháng rồi ạ. Về một tháng rồi. Dạ vâng. À, thế kia bà... đang gọi em rồi nhưng mà bà chưa khỏe nên em chưa xuống. À, thế là bà bị ốm à? Thế bà ốm làm sao? Bà bị ngất xong rồi không nói được. Bà bị ngất không nói được. Thế mà đi khám thì bác sĩ người ta khám thế nào rồi người ta bảo thế là bệnh gì vậy em? Đi được 2 hôm xong rồi chắc là người ta nghĩ là người già ấy, người ta giả về. Người ta giả về, thế không biết là bệnh gì à? Không ạ. À, thế là rồi anh chẳng cũng chưa thể đến thăm được thì anh ở đây thì hôm nay rất là vui gặp em ở đây thì anh cho anh gửi lời thăm đến bà nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chúc bà mau khỏe nhá. Dạ. Anh người đâu lên đây ạ? Anh ở dưới Bảo Thắng. Anh dưới Bảo Thắng. À. Ở đây trên này đi quay chia sẻ chợ phiên vùng cao ấy, nó rất là vui, dạ. Rất là đẹp nên là lên trên này làm một cái video về chợ phiên vùng cao ấy, dạ. Chia sẻ cho mọi người biết ở chợ phiên vùng cao rất là vui, rất là hấp dẫn và rất là đặc biệt, dạ. Chắc là biệt, vui mà anh và đặc biệt là có những cô gái rất là xinh, dạ. Điển hình như là em như này. Thế là em về khoảng bao giờ thì em đi xuống kia nữa? Em chưa biết nữa, chắc là mấy hôm nữa em xuống rồi đấy. À, mấy hôm nữa thì em xuống, dạ. Nói chung là chợ trên này cũng khá là vui nhỉ? Dạ, chợ trên này vui nhưng mà em lâu lắm rồi em không về, em xuống xem ấy ạ. À, lâu lắm không về. Dạ. Thế em đi làm từ đấy được mấy năm rồi? Em đi làm từ tháng 4 rồi ạ. Em mới đi ạ. Mới đi à? Vâng. Từ Tết à? Sau Tết. À, sau Tết là em bắt đầu đi làm. Em làm từ đấy là em đi cùng bạn bè hay là như thế nào? Có không, người thân em... bạn bè ở đấy không? Em đi một mình thôi ạ. Một mình thôi? Vâng. Ôi, thế em cũng giỏi nhỉ? Dạ. Con gái mà một thân một mình nữa, từ trên Lào Cai xuống dưới Hải Phòng làm việc gì đấy thì dưới đấy chắc là cũng quen được rất nhiều bạn đấy nhỉ? Cũng có nhiều bạn ở dưới đấy ạ. À, cũng có nhiều bạn. Dạ. Thời buổi bây giờ thời buổi hội nhập mà nên là quen biết thì nó cũng rất là nhanh thôi. Dạ. Dạ, mấy ta. Đó, một cô gái. Em là người dân tộc gì vậy em? Em người Mông. À, người Mông. Thả nào anh nghe cái cách nói chuyện của em cũng giống giống nên là anh cũng đoán như thế rồi. Dạ. Lâu lâu em mới đến chợ em thấy chợ có gì thay đổi không? Thấy vui hơn không? Em thấy cũng có nhiều cái thay đổi. Nhưng mà họ họp quay bên đường thì cũng hơi ấy nhỉ, hơi bất tiện nhỉ. Với lại là bây giờ nhiều hàng hóa hơn. À. Nếu mà có một cái khu riêng thì nó rất là dễ dàng hơn để cho người ta đến buôn bán đấy nhỉ. Bây giờ đi lại dễ. Vì chỗ này nó ở ngay bên đường nên là xe cộ nhiều khi là ô tô này, xe máy chạy qua đây rất là nhiều, cũng rất là ảnh hưởng. Dạ. Thế mà em tên là gì hả em? Em là Trư. Tên là Trư à? À. Đấy, giờ biết tên em là Trư. Dạ. 20 tuổi mà. Một cô gái Mông. Trên Mường Khương ạ. Một cô gái rất là trẻ trung hiện đại, đã có công việc và tự lo cho bản thân mình rồi. Đó. Thế là bây giờ em đi vòng vòng quanh chợ có mua cái gì nữa không? À, không, em bây giờ em đợi mẹ về xong em về nhà thôi ạ. À, còn được về nhà. Thế là vừa mua được cái ba lô rồi đây à? Ba lô em mua cho cháu. À, mua cho cháu. Vâng. Ba lô này bao nhiêu tiền hả em? 130. À. Nói chung là giá cả nó cũng theo thị trường thôi nhỉ? Dạ vâng. Nó không phải là quá đắt. Nên là hàng hóa bây giờ ở đâu cũng thế, là giá cả nó cũng sàn sàn như nhau thôi mà. Đặc biệt là chợ bên vùng cao thì người ta bán hàng cũng rất là rẻ thôi. Người ta bán cũng rẻ bởi vì nó phù hợp với cái túi tiền của người dân đấy. Nhưng mà bán giá cao quá, hàng hóa cao cấp thì nó khó bán. Người dân thì người ta đâu phải là nhà nào cũng có điều kiện đâu. Cũng có rất nhiều nhà có hoàn cảnh khó khăn nên là người ta chỉ mua được cái hàng hóa với giá trị như vậy thôi nhỉ. Thế bây giờ mẹ em đang đi chỗ khác rồi đấy à? Không biết, nay vừa đi qua mẹ xong rồi không biết bây giờ mẹ đi đâu rồi. Chắc là mẹ đi mua cái gì đấy đúng không?
Ở dưới đấy thì em làm việc thì có vất vả không em? Không, em thấy cũng bình thường ạ. Cũng bình thường thôi, công việc đấy cũng bình thường thôi. Nói chung là phù hợp với công việc đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Chắc là nếu mà lương tháng chắc nào cũng gọi là cũng ok chứ nhỉ? Cũng đủ thôi ạ. Đủ sống thôi ạ. Lương tháng này cũng đủ sinh hoạt. Dạ. Nói chung là việc gì thì việc, nếu phải đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống thì là người ta sẽ mới gắn bó với công việc đấy. Đó, các bạn thấy là chợ Vùng Cao rất là vui, rất là hay các bạn nha. Đó, mọi người đến chợ rất là đông. Và cái lúc này là đang là 9 giờ các bạn ạ. Đó, mọi người đến chợ rất là nhiều để mua sắm hàng hóa. Bởi vì là chợ này một tuần mới có một phiên thôi, nên là người ta sẽ tập trung vào ngày hôm nay để đi mua hàng hóa các bạn này. Đó, các bà các cô là lâu lâu mới có dịp gặp nhau, nên là ra chợ là hàn huyên câu chuyện tâm sự. Đó. Khu vực bên trong này là khu vực mà người ta bán rất là nhiều những đồ trang phục của người Mông các bạn này, và người ta đến đây mua hàng hóa cũng rất là nhiều. Đó. Em ơi, anh chào em nhá. Chào anh. À, thế là em hôm nay em đi chợ một mình hay đi chợ cùng ai? Hôm nay em đi chợ cùng mẹ. À, đi chợ cùng mẹ thôi à? Thế là em, nhà em cách đây có xa không? Bên kia thôi. À, cách đây một đoạn thôi à? Vâng. À, thế là em đi chợ cùng mẹ. Thế là hôm nay em định mua những cái gì đây? Em đi chợ chơi chơi, có thấy gì thấy mua. Đi chơi chơi chợ, có cái gì để mua. Thế là đi chơi chợ này là như ở trên này có ví dụ anh chàng nào đấy thích em thì người ta có dám đến kéo hay tay em không hay như nào không? Không ạ, không dám. Thế như đợt vừa rồi anh đi Sơn La thì bên đấy là một chàng trai nào đó mà thích một cô gái nào đó thì người ta có thể người ta đến đấy, người ta cầm tay người ta kéo này, nói chuyện này đấy. Nhưng mà trên này thì không có à? Trên này không, chỉ gặp xong qua xong thấy thích thì nói chuyện thôi. À, thích thì nói chuyện thôi, thích thì đến ví dụ ai đó đến mà thích em thì đến nói chuyện hỏi em một chút xem tên tuổi thế nào. Thế này, em tên là gì em? Em tên là Hoa. Tên là Hoa, tên giống người Kinh nhỉ? Thế này em là người Mông hay là người gì? Em người Mông. À, tên em là người Mông. Thế là Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay tròn 18. Tròn 18 tuổi à? À, một cái độ tuổi rất là đẹp nhỉ. Thế là Hoa còn đi học không em? Em vừa học xong mới sắp kiểu mới. À, vừa học xong 12 đấy à? Vâng. Thế là bây giờ mẹ em có định học trường gì không hay như nào? Em cũng chắc là cũng không đẹp trường gì. À, thế là học xong 12 thì thôi nhỉ. Vâng. Thế là mình có con đường riêng của mình. Thế là em định sau này em định như thế nào, em làm công việc gì hay là em có cái hướng gì cho sau này không? Bây giờ thì chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc cũng đi học nghề hoặc là học tiếng gì đó. Cái gì em học cái gì? Nghề hoặc là học tiếng Trung. À, em xác định là em sẽ học nghề hoặc là học tiếng Trung. Nói chung là học cái ngành nghề gì cũng đến là do tùy em thôi nhá. Thì em quyết định cho làm sao nó hợp lý là được, để sau em lo cho cuộc sống của em sau này. Đó. Thì là hôm nay đi chợ, ra chợ. Ở đây thì là ở trên này con gái xinh này, đặc biệt là em cũng rất là xinh luôn. Hôm nay tình cờ cũng rất là vui được gặp em ở đây. Thì nhận biết tên em là Hoa nhỉ, 18 tuổi nhỉ. Thế là đi cùng mẹ ra chợ, đi chơi chợ một chút. Thế là có đi mua sắm gì không hay là chỉ đi chơi thôi? Em ra chơi đây, ra chơi. Thế Hoa có người yêu chưa em? Em chưa có. À, chưa có à, đấy. Chưa có thì nói chung là chưa có thì cũng tốt nhỉ. Với bây giờ mình vẫn còn trẻ đâu, mình sẽ lo cho mình một cuộc sống cho nó công việc ổn định nhá, rồi tính chuyện yêu đương sau nhỉ. Và cũng có thể như thế cũng rất là tốt, bởi vì là còn có nhiều cơ hội cho những chàng trai khác. Em mà có người yêu rồi thì là những người khác mà muốn đến với em cũng khó nhỉ. Đó, một cô gái rất là xinh. Thôi được rồi, anh chào em nhá, chúc em đi chơi chợ vui vẻ nhá. Hôm nay cũng rất là vui được gặp em ở đây, được biết tên em này. Đó, biết nơi em ở này. Rồi, em ở trên Mường Khương nhỉ. Thế thì chúc em đi chợ vui vẻ nhá. Và chúc cho em sau này có một công việc nó ổn định và em gắn bó với công việc đấy nhá. Bây giờ rồi, anh chào em nhá. Em đi bán dê hả em? Đi mua dê á? Thế mua được con nào chưa? Ba con. Ba con này à? Thế em mua dê về làm gì ấy? Nuôi. Nuôi à? Thế nhà em trước có giờ nuôi được nhiều dê không? Vâng, trước cũng mua nhiều, ở trước vẫn nuôi nhiều. Trước cũng nuôi nhiều á? Nhà em ở đâu?
Bảy nhai à? Thế này nhà em là có một trang trại dê đấy à? Không, trước nuôi bằng bán hết rồi rồi lại mua. Bán hết rồi lại mua á? À? Thế là mình cứ mua xong mình nuôi xong lại bán. Kiểu là hình thức là gột dê ấy nhỉ? Không, chứ là nuôi, cũng là nuôi thôi nhưng mà nuôi nó to to xong mang đi bán. Bán hết cả nuôi. Thế em bảo là em mua dê về xong em nuôi xong là đến lúc nó lớn lớn xong mà mình lại đi bán à? Vâng, lớn thì mình lại bán. Như thế là hình thức gọi là gột dê nhỉ? Đấy, chăn nuôi gột dê kiểu nuôi châu bò cũng thế. Cứ nuôi mua nhỏ nhỏ, mua từ lúc nhỏ xong mà đến lúc lớn em mang đi bán. Thế nhà em bây giờ hiện tại bây giờ có khoảng bao nhiêu con dê? Không, nhà em trước là bán hết rồi, giờ mua 3 con này nữa. À. Trước là cái lứa trước là bán hết rồi, bây giờ mua 3 con này. Thế như con này, ví dụ 2 con bé bé này em nuôi tầm khoảng bao nhiêu thì bán được? Tầm khoảng bao nhiêu tháng thì là được bán? Là 5 tháng. 5 tháng à? Cứ bé bé này tầm 5 tháng được bán. Dê bây giờ nó cũng có giá trị nhỉ? Giá trị cao đúng không nhỉ? Nhưng bây giờ thường thường nó tầm khoảng bao tiền một cân em? Nhưng em mua như này, em mua vo hay là em mua tính cân hay như nào? Em mua tính cân. Tính cân à? Thế tính bao tiền một cân? 120. 120.000 một cân. Hả? 120.000 một cân. Vâng. Nhưng mà anh thấy bảo con đực thì nó sẽ đắt tiền hơn à? Con đực thì 130, còn nếu là mua một con mẹ này thì chắc là 100 thôi, nhưng mà em mua cả lớn cả con ấy thì 120. Mua cả mẹ con là 120, tính đều đều như thế. Đó. Thế bây giờ nuôi dê nó khó nuôi không em? Nó ăn những cái gì? Ăn những loại rau gì ấy? Rau, các loại rau này nữa. Ăn cỏ này kia nhỉ? Thế nhà em nuôi đấy em có phải đi chăn dê không? Em có đi chăn không? Có chứ. À thế à? Vâng. Đi chăn dê vui phết nhỉ? Vâng. Thế hôm nay em bán... trên đồi mình thả trên đồi thì mình đi chăn thôi. À, đi chăn dê. Đó, chăn dê thì con dê nó sẽ, thịt của nó sẽ ngon hơn nhỉ? Vâng. Đó. Mà em, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 2 năm rồi. Sinh năm 2005 á? 98. Sinh năm 98? À, thế là 25 tuổi. Chắc là chưa có chồng đâu nhỉ? Em 98 mà nhìn như kiểu là 2000 mấy nhỉ? Nhìn trẻ mà. Thế em ở Bảo Nhai thì ở chỗ nào Bảo Nhai? Ở Trung Đô. À, trong khu làng Trung Đô đấy à? Vâng. À, trong đất rộng nhỉ? Đất rộng thì trong đấy thì mới mà nuôi được dê. Ở bên ngoài thì là người ta toàn buôn bán thôi. Thế là một cô gái. Em làm nghề này lâu chưa? Được bao nhiêu năm rồi? Em làm nghề này được bao nhiêu năm rồi? Làm nghề nuôi dê này được bao nhiêu năm rồi? Em từ nhỏ chăn dê lớn lên rồi. Từ nhỏ chăn dê ra ngoài đến lớn lên. Vâng. Đang làm ngày này. Vâng. Làm ngày nào quen ngày đấy nhỉ? Vâng. Một cô gái vùng cao, em là người Mông đúng không? Vâng. À, anh nghe cái giọng điệu của em là anh đoán là người Mông à? Người Mông nói chuyện nó cũng là lá giống nhau nhỉ? Người Mông nói chuyện giống nhau nhá, người Dao nói chuyện cũng giống nhau này. Đó. Người Lùng cũng giống. Nói chung là mỗi một dân tộc thì là có cái cách nói chuyện, cái giọng điệu của người ta nó cũng có sự khác nhau ấy. Thế là bây giờ em đang chờ mua thêm hay là như thế nào? Không, em chờ bố em đi mua một cái dây để buộc. Cái dây này nó bé. À, đang chờ bố mua dây để buộc. Thế là tí về cho vào cái sọt, cái lồng mới trở về đấy được cái nhỉ? Vâng, tí nó dắt xuống cầu đi thuyền. À, đi thuyền á? Vâng. Ô, hay biết nhỉ, tí anh đi cùng với nhá. À, dắt xuống thuyền trong là tí cho lên thuyền trong là. Thế là hai bố con đi thuyền trên này à? Không, bố em đi xe nhưng mà tí bảo lấy thuyền lên đón đấy. À, vâng. Đi xe máy lên trên này nhưng mà lúc về thì mình đi thuyền thì nó dễ hơn. Thì vừa nãy lúc đi là bố em với em đi cùng một xe đấy, không chở được dây. Xong lúc về là mình, thế thuyền ấy, ở đấy có sẵn luôn là mình thuê thuyền về đấy à? Không, nhà em có từ nhà lên. À, nhà em có thuyền luôn, thế cũng tiện nhỉ? Đấy, chở thuyền nó dễ hơn là chở xe máy. Xe máy thì phải cho vào sọt, xong là chở rất là lằng nhằng, còn thuyền kia mình dắt đến thuyền. Tôi cho lên thuyền nó có sợ nó chạy không, có phải buộc lại không? Không. Không cần buộc lại đâu, cứ thế để trên thuyền này nó, ở trên thuyền đấy, ai phết nhỉ? Đó, ở trên này mua bán rất là hay các bạn ạ. Như đợt trước ở bên cái bến phà dưới này, người ta ở cái mạn bên này này, ở bên tả thàng đi sang bên này người ta toàn đi thuyền mà. Bây giờ không biết còn đi không nhỉ? Cũng không biết. Người ta toàn đi thuyền sang bên này, cả châu bò người ta cũng cho lên thuyền nhá.
Đó, xong là sang bên này chứ nếu mà đi đường vòng rất là xa luôn. Em lâu lâu em mới lên đây, 2-3 năm rồi chưa lên một lần. 2-3 năm chưa lên công ly này hả? Vâng. À, thế nào lâu lắm mới lên đây? Và hôm nay là lên mua dê mới lên. À, hôm nay lên mua dê cùng bố. Chào anh nhá. Đây là hai bố con đi mua dê. Đó. Thế cái này thì mình buộc vào cổ nó cho mình lôi đi anh nhỉ? Buộc vào thừng đó. À, buộc sừng. Thế con bé kia không có sừng thì mình buộc của gì? Buộc thân. À. Và mình dắt con mẹ thì con nó theo đó. À, dắt con mẹ là con nó theo. Vâng. Đó. Nuôi dê nhiều khác là có kinh nghiệm đấy nhỉ? Chăn nuôi dê. Mua rồi xong bán luôn. Thích thì là bán, được giá thì bán luôn. Thế là em đến đây trong lần sau em có đến được không? Em cũng không biết. Không biết được nha. Thế là em tên là gì em? Em tên là Mai. Tên là Mai. Người Mông tên là Mai tên là rất đẹp nhỉ. Tên rất là đẹp luôn, tên là Mai. Vừa xinh gái lại tên là đẹp nữa. Thế bây giờ nó đang đợi bố để buộc xong dắt xuống thuyền xong rồi về. Thế chắc cái tí này em đi xe máy xong rồi bố em dắt xuống ấy chứ? Ai dắt cũng được. Ai dắt cũng được. Thì đây xuống bến cũng gần thôi mà nhỉ. Mấy trăm mét thôi. Thế bây giờ dê này mang về nhà nó có quen không em? Hay là về phải nhốt được một thời gian nó mới ấy nhỉ? Nó mới quen đấy nhỉ? Dê nó chỉ ở 1-2 ngày là quen rồi. 1-2 ngày nó quen. Xong bắt đầu mang đi thả. Thế dê này nó cũng dễ nuôi nhỉ, dễ thuần dê nhỉ? Dê nó dễ nuôi hơn trâu với lợn. À, dễ nuôi hơn trâu lợn, nó ít bị ốm nhỉ? Nên là ít bị ốm với lại đường khó đi lên đồi ấy, nó đi cũng tiện hơn. Lên đồi nó đi được hết, đường khó đi thế nào? Mà bọn này nó leo giỏi nhỉ, đồi đá dốc thế mà nó vẫn leo được. Thế nào nó cũng leo được. Ờ, dốc giỏi thật. Gọi là dê núi mà, leo đồi leo núi. Em thấy dê nó trèo cây bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà cây, ví dụ cây búi nó vẫn trèo lên được nhỉ? Những cái búi rất thấp ấy nó vẫn trèo lên được. Còn cây nếu mà nó thẳng quá không, nó chắc chắn là sẽ không leo lên được. Nó ăn tổng hợp các loại cỏ ấy nhỉ? Vâng, nó có ăn cám không em? Ví dụ giống như kiểu lợn, nó có cho ăn cám nó ăn không? Ăn ngô nó ăn không? Em cũng chưa thử. À. Ở chỗ em thì toàn thả trên đồi, ăn toàn cỏ. Thả. À, toàn thả trên đồi. Cho nó ăn cỏ thôi. Hôm nay em thử cho nó ăn quả ngô xem nó ăn không nhá. Chắc là ăn đấy nhỉ? Anh nghĩ là ăn đấy. Để thế. À, vì ngô đấy nó cũng là một loại rau mà. Nếu như mình nấu lên thì nó sẽ khác, thì nó không ăn thôi. Còn nếu như mà mình để sống thì chắc chắn là nó sẽ ăn đấy, bởi vì nó là rau mà. Đó, dê rất là ngoan luôn. Thế thôi nha, anh chào em nhá, em cứ đi làm nhá. Bây giờ anh phải đi chỗ khác rồi nhá. Ok, chào em nhá. Vậy là từ đầu đến giờ mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ phiên Cao Sơn, một cái phiên chợ rất là cao, rất là xa của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Các bạn thấy rồi là chợ phiên vùng cao thật sự là hay, thật sự là khác biệt, với rất nhiều những con người cực kỳ là thân thiện và dễ mến các bạn nhá. Và hàng hóa ở đây người ta bày bán rất là nhiều luôn, mọi người đến chợ rất là đông, rất là vui, rất là tấp nập mọi người ạ. Đây là một cái nét văn hóa đặc trưng ở trên vùng cao đó, và các bạn hãy đến một lần đi trải nghiệm chợ phiên vùng cao, rất là hay, rất là hấp dẫn và rất là thú vị các bạn nhá. Và đến đây thì mình cũng xin phép được kết thúc cái tập phim này tại đây. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái tập phim tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các tập phim tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Chào các bạn nhé.